ông Nguyễn Khánh Duy, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh của Helios sẽ lên sân khấu để chia sẻ chi tiết hơn nữa với tất cả chúng ta về thông tin của các dự án. Và thưa quý vị, các dự án chiến lược mà chúng tôi sẽ triển khai trong thời gian sắp đến. Và trên màn hình, đây là dự án King Ground Thủ Đức. À, vị trí chúng tôi chưa tiết lộ được là ở đâu đó nó sẽ nằm ở thành phố Thủ Đức. Với dự án này thì chúng tôi có hai khối nhà gồm toán 8 tòa nhà với hơn 3.000 căn hộ, shophouse và thương mại. Thì xin mời quý vị sẽ xem tiếp những hình ảnh của dự án này. Có đẹp không ạ? Tôi biết là tất cả những vị đồng nghiệp của tôi đến từ các sàn môi giới bất động sản ngoài miền Trung và miền Bắc đang chuẩn bị có ý định sẽ mở những văn phòng ở đây để có thể tham gia mở bán cùng chúng tôi, đúng không các bạn? Các bạn sàn môi giới ở miền Trung và miền Bắc đâu ạ? Và đối với dòng King Ground thì chúng tôi lại tiếp tục ở cửa ngõ phía tây của thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ giới thiệu ra một dự án có tên gọi là King Ground Bình Tân. Và dự án này để sẽ được phát triển trên một khu đất khoảng 5,6 hectare, gồm 5 tòa nhà, và chúng tôi sẽ triển khai bán hàng khoảng 2.700 căn hộ cao cấp. Vì đối với dự án này sẽ trở thành một cái biểu tượng mới cho khu vực Bình Tân. Thì rất là mong tất cả các sàn bất động sản ở miền Nam cũng sẽ tham gia và quan tâm đến dự án này. Chúng tôi sẽ triển khai thông tin chính thức đến với quý vị trong thời gian ngắn nhất. Và dự án này tập thể của chúng tôi và tập thể BG Land cũng như là tập thể của Helios là đang làm việc rất là khẩn trương với tất cả những công ty tư vấn hàng đầu để chúng tôi có thể hoàn thiện những công tác thiết kế. Và tôi rất là mong cũng sẽ được giới thiệu thông tin của dự án này sớm đến với quý vị. Tiếp theo với dòng King Ground thì chúng ta có thêm một dự án là gọi là King Ground Bình Chương Đông. Thì đây là dự án được phát triển trên khu đất khoảng 9 hectare thì chúng tôi đưa ra ý tưởng là sẽ phát triển một khu đô thị cao cấp tại ở cửa ngõ Đông Nam của thành phố Hồ Chí Minh. Vigiland không chỉ thành công với những phân khúc là bất động sản nghỉ dưỡng hay là bất động sản cao ốc, cao tầng, chúng tôi còn rất thành công với những bất động sản liền kề và bất động sản cao cấp. Thì ở đây, đây trên màn hình chúng ta đó là dự án King Ground Village. Hình ảnh chúng ta thấy đây là toàn bộ 17 căn của King Ground Village giai đoạn 1. Thì chúng tôi đã sold out 100%. Và giá trị của mỗi căn villa như vậy thì đâu đó trên dưới khoảng 100 tỷ đồng. Thì tiếp nối với sự thành công này, chúng tôi sẽ triển khai giai đoạn 2 là một cái tòa nhà phức hợp. Và tôi có dịp đang nói chuyện với một đồng nghiệp của tôi cũng tên là Nguyễn Khánh Duy. Anh đó đang ngồi đâu đây thôi. Thì chúng tôi đang lên một cái ý tưởng rất là độc đáo, có thể là sẽ đưa ra một cái dạng căn hộ siêu sang ngay tại Thảo Điền. Và những thông tin này chúng tôi sẽ tiết lộ sớm cho ở những cái cuộc họp đại lý sắp đến. Thì bên cạnh những dự án này, chúng tôi còn đang thực hiện rất nhiều các công tác M&A, nói chuyện với các đối tác để có thể tham gia và phát triển những dự án với quy mô lớn hơn. Thì một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài trình bày của tôi.